truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Bắt đầu cảm nhận lại. Ủa? Anh gì? Bánh mì sandwich, xúc xích, hơi nước cam nữa. À, thì đã tương thông cao cấp nhất. Có nghĩa là người kia ăn cái gì thì người này cũng cảm giác nó. Đúng rồi, đúng rồi, à, đúng rồi. Chỉ cần tên đó ăn là ta sẽ nó. Đúng rồi, ta đang nó đây. Vậy là ổng mới vừa học xong thuật ăn xương, hít không khí để sống. Vậy là bây giờ cũng khỏi tốn tiền mua đồ ăn cho ổng rồi. Đó, hiểu chưa? Sắp tới á, ông muốn ăn cái gì nói tôi ăn rồi ông sẽ có cảm giác được. Ta hiểu, tương thông cao cấp là gì rồi. Cái phép thuật này thật là nhiệm màu, làm sao mà hay quá vậy? Lực này còn hay hơn nữa nè, là hai người có thể cảm nhận được giống những cảm xúc của nhau. Thí dụ ông đau tôi cũng đau, ông vui tôi cũng vui. Chỉ có điều này giống như là thay vì hai linh hồn trong một thể xác thì bây giờ túi ông là hai linh hồn trong hai thể xác. Vậy đó. Hay quá, sao người học được thuật này vậy? Thật ra thì cái khiếu học thuật này tôi cũng không có đâu, cho nên ở trong trường phép thuật cho dù ở trọng cũng không có học được. Vậy trong trường đó có à? Đang nói chuyện mà biến động mất tiêu. Ta chưa kịp hỏi gì bọn mày anh đi nữa. À, thầy Tưởng à, tôi nghe lực sĩ nó nói là thầy mắc bệnh răng gì dữ vậy? Mấy bữa nay cảm giác học cái quyển pháp thuật gì ở trong cái quyển sách của thầy á, tự nhiên bị cà lắm vậy hả? Tôi không biết, tôi đang tìm hiểu về cái phép thuật trong quyển sách đó cho nên tôi bị sao tôi không biết nữa. Ăn nhiều mà cà lắm cũng nhiều không biết. Đồ ăn có đàng hoàng không đây? Tại sao thầy lại trở nên như vậy? Ăn được được lắm đó. Không sao đâu hả? Thôi được rồi, tôi chưa bao giờ thấy cái phòng thầy bề bộn như vậy. Coi kìa, rác đến không là vương vãi tùm lum mà. Thầy thiệt là lạ quá đi, để tôi dọn dẹp phụ. Thôi, thầy đi, tôi tự dọn được. Không cần, thầy đi, tôi tự dọn được. Có chắc không đó? Chắc. Có gì cần thiết cứ gọi tôi nha. Không. Thấy không ổn rồi đó. Có gì không? Tôi không có gì hết, tôi bình thường, không có gì hết. Tôi quay lại rồi nè. Cho nên á, bây giờ tôi nói ông biết, hàng ngày tôi sẽ ăn uống đầy đủ để cho ông không có chết đói nha. Nhưng mà hứa với tôi là ông phải sống thật tốt. Sống thật tốt nghe chưa? Nghe mà, cảm ơn người. Ta đang cố gắng trở thành một người tốt đây. Đang nói chuyện cái biến. Nói và bọn Gen đi lên cùng một chiếc xe rồi biến mất. Chắc chắn nó đang ở chung với những người Sandy đó. Chỉ cần dụ nó sẽ khai ra chỗ của bọn Sandy. Không, phải từ từ tiếp cận nó.
không thể nào để cho nó nghi ngờ được. Từ khi gặp ngươi á, ta thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng vậy á, tôi cũng rất vui luôn á. Nhờ ngươi á, ta cảm giác là mình giống như là sống lại bởi một con người khác. Ta cảm ơn trời đã cho ta gặp lại ngươi. Ta quyết tâm từ nay trở đi ta sẽ trở thành một người lương thiện, để không uổng công ta nhịn đói bấy lâu nay. Anh có ý nghĩ như vậy là em nghĩ là cái quyết định tương thông với anh đó là quyết định đúng luôn. Ngươi tin ta đi. Đó, bây giờ ta bỏ những nghiên cứu hắc ám rồi, ta đang nghiên cứu những cái gì tươi đẹp hơn để giúp ích cho đời hơn. Nhờ biết ngươi, ta mới nghĩ là chúng ta có thể là tương thông với nhau, để có thể là theo dõi lẫn nhau. Như vậy đó mà. Theo dõi lần sau? Ý theo dõi là rộng một chút, có nghĩa là quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, để chăm sóc lẫn nhau. Anh nói đúng á. Nhờ vậy em biết anh đã giống như là từ bỏ cái ác, trở về cuộc sống lương thiện. Đó, người thấy đi, tao bây giờ lương thiện lắm. Nè, trong việc nghiên cứu khoa học á, cần gì giúp cứ nói, ở đây chẳng làm luôn. Không, ngươi đã giúp ta nhiều rồi. Ta không cần nhờ giả gì nữa đâu. Ta quên, có chuyện này cần ngươi giúp nè. Giúp gì? Làm ơn đổi đồ ăn khác đi, chứ ăn hoài một món đó ta ngán lắm. Chuyện nó nhỏ như con thỏ. Thật ra là từ lúc gặp lại ngươi á, ta cảm giác là tình cảm trong mình trỗi dậy rất nhiều. Cứ vắng ngươi một thời gian là ta rất là nhớ. Mà ta muốn gặp ngươi thì không biết cách như thế nào, tại thực tương thông ta không có biết. Muốn tương thông thì là phải có thuật nè, rồi thêm một câu thần chú nữa. Đây. Dạ. Tới đây. Dạ. Ủa? Thầy ơi. Thầy. Ủa sao? Thầy ơi thầy. Sao thầy bất động vậy? À, tôi biết rồi. Cái này người ta gọi là bế quan tỏa cản nè. Tỏa cản là gì? Phép đó là cái gì vậy? Cái này giống như là một cái phép thuật là khi mà mình kết nối với vũ trụ thì mình sẽ được sức mạnh vô biên. Gì hay vậy? Vậy để xíu tôi kêu thầy chỉ cho tôi nghe. Ê, đúng rồi đó. Thầy ơi thầy. Ủa, sao kỳ vậy? Không động đậy gì luôn. Thì đã nói là bế quan tỏa cản mà, làm sao mà động được. Thôi hai người nói gì vậy? Bế quan tỏa cản cái gì? Tôi nói một lát nữa là thầy mà tỉnh dậy á, mà kêu thầy dạy cho tụi mình. Thuật và một câu thần chú, ngươi chỉ ta được không? Sao những lúc quan trọng nó lại biến mất vậy chứ? Tôi đâu có biến mất đâu. Nãy giờ tôi ở bên phòng bên, tôi dọn dẹp vô qua phòng này nè. Ta không nói ngươi. Lo chuyện của mình đi. Ta phải tìm cách biết được bí mật của nó mới được. Bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.